Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Tự nhiên Đình Lập. Thì hôm nay em đi kiểm tra 10 cái rõ ong ở khu vực đồi em làm nhựa. Có bán kính tầm 1,5 km² nha các bác nhé. Rất rộng, em đặt 10 cái. Có thể là sẽ có những cái vào, có những cái không, hoặc cũng có thể là móm hết các bác nhé. Nó cũng còn tùy vào ong nó có nhiều hay không. Em mấy hôm không đi kiểm tra. Đây là cái đầu tiên nha các bác nhé. Cái đầu tiên là móm. Em còn 9 cái còn lại, xem kết quả ra sao nhé. Các bác theo dõi về sau nhé. Đây là tổ thứ hai nhé các bác nhé. Đây, tổ này là đỏ vuông, không thấy vào các bạn. Cái lũ nó hơi bị sọc sảnh thì này kiểu như có người rút ra xem vậy. Đây, hôm nay em đi làm nhựa. Tổ thứ hai móm các bác nha. Em lên tiếp cái đỏ khác. Đây, em đang trên đường ra cái thứ ba đây các bác nhé. Em đang trên đường ra cái thứ ba. Phía dưới kia là khu cháu 6 thị trấn Hình Lập nhé. Có đập tràn này. Này là cái em đặt cao nhất. Không biết có ông vào không này. Cái này là cái đỏ thứ ba này. Bán kính một cây rưỡi này. Em đặt 10 cái nha các bác nhé. Không biết là có được cái nào không. Đây trên này. Thấy im thế này chắc là không có rồi các bác. Em vừa thấy một chú lượn lên. Đấy, một chú lượn về chắc là vào rồi các bác. Nhưng mà chắc là đàn bé đó. Đàn này chắc là bé rồi. Đấy, nó còn đây đi. Để em thấy nó chui từ đây ra này. Lũ này không phải lũ chính nữa. Lũ chính ở đây cơ. Lũ chính đi. Đấy, nó còn đâu về. Đây, ông đang soi. Như buổi chiều nhé, tầm này tầm 2 giờ qua các bác nhé. Ôi, ông được. Tổ này tổ ông san này các bác ạ. Em vừa thấy một chú ong đực bay về. Như vậy là kiểm tra được hai đỏ thì đã có một đỏ có ong về nhé các bác nhé. Đây, một con nữa đang về này. À, thao phấn rồi. Đây, hai con đều thao phấn rồi các bác. Vào nhanh quá. Đây, con này. Thao phấn rồi. Nhà tổ này nó cũng vào được mấy ngày nhé các bác nhé. Em khá lâu em không đi. Gì gì trong đấy. Tổ này chắc là tổ nhỏ thôi. Thôi bây giờ em sẽ đi kiểm tra những cái khác nhé. Khu vực bán kính một cây số này em đặt 10 cái đỗ. Thế thì chắc nó cũng chỉ về có hạn thôi. Ong thì nó cũng không phải là có nhiều, không phải cái nào nó cũng về được hết. Về được hết thì nhiều ong quá. Ong nó cũng bằng thò đầu lên. Em gõ vào. Tấn công ngay lập tức đang bò ra. Đấy. Ây, 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 trời đấy. Thôi em chuồn chuồn đấy. Ôi, nó hung, nó tấn công rồi các bạn. Thôi em chuồn. Như vậy là em đập thì nó tui ra là nó nện thật đấy. Đây, cây sục cuối cầu tướng này nhá. Trên đỉnh cao nhất đấy. Có video em đã quay các bác xem rồi. Đấy ông. Đàn này chắc nữa không đến một cân quân đâu các bạn. Thấy nó đi thừa lắm. Nếu đàn đông ấy, nó sẽ đi lại ngút ngút, đi lại liên tục. Đây đi lại vài con thì cũng bé thôi. Em tiếp tục đi tìm kiểm tra các đỏ khác đi. Đây là cái đỏ thứ tư nha các bạn. Thứ tư kiểm tra đây.
Con này chưa có một tổ vào rồi nhé. Không có. Con này không có con nào vào. Vừa nãy là em kiểm tra cái kia là cái thứ 3 nhé các bác nhé. Cái vừa nãy có ong, thùng vuông, cái này thùng tròn. Trước có một lần ong vào rồi, em quay video cho các bác xem rồi. Đây là cái thứ 4. Ra 4 cái thì mới được một cái của ong vào nha các bác nhé. Và em sẽ tiếp tục đi kiểm tra cái khác đi. Các bác, đây là tổ thứ 5 nhé, đỏ thứ 5. Đây là cạnh đường đi ấy, có một bà đang lấy củi. Chào em nhá, em đang lấy củi á. Tí anh vác cho nhá. Em đi lấy củi một mình này không sợ à? Trái nó làm gì, đồng không mông quạnh này ấy. Nguy hiểm lắm, lần sau em phải đi có hai người nhá. Ồ, ngẩng cái mặt anh xem cái nào, em xin cái không nào. Đùa các bạn, đấy là bà xã mình cùng đi làm nhựa. Đây tổ này, à, cái đỏ này nữa, móm nốt nữa các bạn nhá. Cái thứ 5, 5 cái thì mới được một cái vào thôi. Ơ, có ong lượn qua đấy. Như vậy là chiều ong vào cái đỏ này nhá các bác nhá. Sẽ đi kiểm tra tiếp. Cái này là cái thứ 5 mà. Cái này là cái đỏ thứ 6 nhá các bác nhá. Đỏ tròn. Nhìn nó cũng móm. Gần đập đập có ong nó. Đàn bé thì nó cũng nô lô nó bay ra một lần. Không có các bạn. Như vậy là cái thứ 6. Cái thứ 6 mới được một đàn vào thôi nhé. Tiếp tục em sẽ đi kiểm tra cái khác. Đây là cái thứ 7 nhé các bạn nhé. Cái này chắc cũng móm móm. Đây cái thứ 7 chưa thấy ông vào. Khu đồi này chắc là em đặt dày quá. Bán kính hơn 1 km thì hơi dày. Đặt 10 cái rồi các bạn. Chắc tới này em sẽ chuyển một số cái đi chỗ khác bẫy. Vì ong thì nó không có nhiều. Mà xung quanh khu vực cách đây 2 km thì nó rất là nhiều những hốc cây người ta làm ấy. Đấy, mà ong thì nó không có nhiều. Rừng không phải rừng già ấy. Rừng tái sinh. Thôi em sẽ tiếp tục đi xem những cái khác xem. Cái thứ 7 mới được một tổ thôi các bạn. Tiện review cho các bác xem. Có nhiều bát bác chưa biết cây thông làm nhựa. Đây này các bạn. Nhiều bác thì biết rồi. Đây người ta cũng mới làm này. Nhựa. Mùa này mùa đông nên nhựa nó cũng ít thôi nha các bác. Đây người ta trích mặt sau rồi. Đấy, tức là mặt này người ta trích hết rồi. Từ chít trên cao xuống này. Dùng cây trèo lên chít cả mặt sau rồi. Đây. Rất là nhiều đúng không ạ? Chỉ nhiều ạ. Các bác cây. Em hôm nay cũng vừa đi làm nhựa. Vừa tranh thủ đi xem luôn. Đây thì nhựa cũng khá nhiều ấy. Chỗ em các bác sĩ tình nguyện trích vào tay mình ấy. Hoạt động rất mạnh, đi trộm nhựa rất nhiều các bác nhá. Các bác sĩ đấy nào, ông bác sĩ nghiện ngập ấy. Gọi là bác sĩ thôi các bạn. Đây, một cái cô lấy củi đây. Dưới đây là cái đỏ thứ 8 nha các bác nhá. Đỏ tròn. Con ong bay bay kia nha. Kia nè. Có một con ong sôi các bạn. Con sôi thế này có ong vào tổ rồi. Đấy nó bay lên lượn đấy.
Đang soi rồi các bạn. Đây như vậy cái thứ 8. Cái thứ 8 thì có ong soi rồi các bạn. Nếu mà ong nó về thì nó sẽ vút một cái ra và vút một cái vào chứ nó không không bay loạn quạng quanh quanh cây như này nữa. Có thể là tụ này nó đang đi soi. Bây giờ nó cũng bớt nắng tầm 3 giờ các bạn, 3 giờ chiều ạ. Cái thứ 8 nữa các bạn nhá. Cái thứ 8 mới được trong 8 cái đấy. Con soi nó lại về này. Đây các bạn thấy không? Vào đấy. Cái sát này. Nhưng nó đang đang soi này sợ nó động. Chắc là nó cũng mê cái đó này. Đang quanh quanh đây. Hy vọng là hôm sau nó sẽ vào. Đấy các bạn nghe tiếng đấy. Đấy đấy. Đấy. Vào miệng lỗ rồi. Vẫn đang soi thôi. Đấy. Biết là nó biết vào chưa. Như vậy là có một con ong soi nha các bác nhé. Thôi em sẽ đi xem những cái chỗ khác. Đây bên dưới này. Dưới cây sục cước đây này. Có một cái hũng rất là đẹp này. Ong cũng rất hay về nha các bác nhé. Không biết hôm nay có về không. Em cũng không xem. Rồi xuống ạ. Em sẽ đi sang bên này. Chúng ta cái này. Cách đây tầm 20-30 mét rồi. Bên này một cái đỗ vuông nữa nhé. Đây, cái đỗ vuông nữa. Đỗ này thì mấy hôm trước là có một đàn vào rồi nhé các bác nhé. À có ong rồi này. Ố, thao phấn rồi các bác ạ. Ố. Đây, lấy led đây. Em vừa thấy một con thao phấn thì chắc chắn là đàn này có ong vào rồi các bác nhé. Cái đỗ vuông này, nếu bác nào xem video của em thì hôm trước em đã, cái đây mấy hôm đã bắt một đàn rồi nhé. Tuần trước thì vậy. Em đã bắt một đàn, bây giờ lại có ong vào. Em chờ một chút. Đây này là cái át chót, cái thứ 9. Đỗ vuông. Đấy, xào xào bên trong. Đây ấm bên trong, chắc chắn có ong vào thôi nhé. Chắc là đàn ít quân. Hay là lạnh quá nó không đi làm, không phải. Tầm này chắc phải ong cũng phải đi làm nhiều chứ. Mà chắc đàn bé thôi. Như vậy là đỗ át chót. Đây có ong về này. Thì là cái thứ 9 là được một đàn nữa nhé các bác nhé. Cái chim là đây ong đi làm về đây. Chỉ thấy ong đi làm về đây không thấy con nào đi. Thì là 9 cái thì được 2 tổ nhé các bác nhé. Chắc chắn nó có ong vào. Vì là cái này em buộc kỹ nên em không mở ra kiểm tra cho các bác được nhé. Phải giữ hết ra thì mới kiểm tra được. Mình cho bác xem ong bên trong ấy. Thì video sau em sẽ quay cho các bác xem. Em đi tiếp tục đi kiểm tra một cái cuối cùng nữa nhé. Đây là cái cuối cùng trong cái lô khu đồi có 10 cái đỏ em đặt này. Đây, cái cuối cùng này. Cái mà em sửa bao nhiêu lâu mới được này, không chắc chắn này. Nó cũng nó lũ lắm. Đây này. Không có nữa các bạn. Có thêm 10, không có ong vào đâu. Còn như vậy là em đã review cho các bác xem 10 cái đỏ đỏ ong. Thì ở khu đồi có bán kính tầm 1,5 cây các bác nhé. Thì có được 2 tổ ong về thôi. Đấy, cái này cũng đang có ong soi này các bác. Đấy. Đang có ong soi thôi. Như vậy rất có tiềm năng là những cái đỗ khác sẽ có ong về nhé các bác nhé. Vì hôm nay hôm thứ 2 nắng.
Rất nhiều ông sôi. Thôi bây giờ em xin được kết thúc tại đây. Chào tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em với nhé. Làm video thì cũng rất là vất vả và mất thời gian để cho mọi người xem. Các bác nhớ ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau để xem những cái đỗ khác ông có vẻ không nhé các bác nhé.